Alo, và chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ hai trong xê đấu thứ hai thôi. Vâng, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Skyred. Và đây là trận thi đấu thứ hai. Màn hình máy của chim sẻ nắng người cầm Phonesia. Chip Boy cũng là người cầm Phonesia. Như vậy hai phô đều nằm trồi ra phía ngoài. Hơi đáng tiếc một chút. Hồng Anh là người cầm Roman. Và cuối cùng đầu 1 là người cầm Greg. Vâng, như vậy quân không đến mức quá tồi. Nhưng cách sắp xếp là Min Bình hai phô vâng trồi ra phía ngoài. Còn Greg và Roman được xem là hai chém sẽ ở phía trong. Hơi đáng tiếc một chút. Không sao, chúng ta hãy đến với màn hình máy của game thủ Hồng Anh trước. Hồng Anh là người cầm Roman được xem như là chém tuyển. Vâng, bên kia dường như cũng có phô thì phải. Vâng, bầy hươu đầu tiên Hồng Anh, 5 con ở ngay phía dưới dốc và có hai quả phụ. Như vậy đồ ăn đã đủ cho Hồng Anh rồi. Nhưng quan trọng bây giờ là đá hươu và ép gỗ. Vâng, như vậy là có cả voi nữa. Hồng Anh có cả voi riêng mình nữa. Hiêu cũng đang về và voi cũng đang trên đường về. Vâng, hàng thì đã đặt hàng và bây giờ thì đang trên đường chuyển về rồi. Một voi và một hiêu. Không được rồi, như vậy con voi còn một máu. Rất đáng tiếc. Ép. Đúng rồi. Vâng, cần thiết thì hút đi. Thoải mái đi. Vâng, tầm này thì hút thoải mái rồi. Rồi, ổn rồi. Như vậy là voi cũng đã về. Vâng, cứ tưởng như chuyến vừa rồi hàng lậu bị bắt, nhưng không. Vâng, hàng vừa rồi là hàng đã vâng thuế thiếc đầy đủ. Nhưng rất tiếc là gặp trục trặc ở trong vâng khâu nhập cảng. Một chút thôi, nhưng không sao. Rồi, bây giờ thì tất cả mọi sự đang nằm trong tầm kiểm soát của huấn luyện viên Hồng Anh rồi. Thêm 3 hiệu nữa và cắt nông dân ra ăn quả phụ. Đúng rồi. Sẽ là một bài 23 nông dân. Vẫn đang còn quả phụ ở phía xa. Lực sẽ là rất khỏe cho game thủ Hồng Anh. Bãi quả phụ 6, tuyệt vời. Và dường như đây là mới là bãi quả chính chứ không phải bãi quả phụ. Đây mới là bãi quả chính. Vâng, tôi nhìn thấy 7 cây. Chính xác đây mới là bãi quả chính rồi. Vâng, Đỗ Xuân Lộc, tên này hơi bị lộc. Bây giờ thì chuyển qua màn hình máy sẻ đệ một chút. 24, 25 rồi. Chip Boy 24 nông dân Phonesia. Và cuối cùng là nông 1. Cũng 25 nông dân rồi đấy. Vâng, ai cũng buồn dần. Tỷ số đang bị dẫn. Vâng, tỷ số thì đang bị dẫn mà ai cũng đang buồn. Và nông 1 cũng đang vâng gom dân đi đánh lô. Nhưng đã được game thủ Hồng Anh đã chỉ cho bãi quả vừa rồi rồi. Như vậy là Hồng Anh ăn quả chính, ăn quả phụ. Và sau đó thì bãi quả phụ còn lại nhường cho nông 1. Hơi đuối dành cho game thủ nông 1 trong tình huống này. Ô, như vậy không chỉ quả hay sao? Chim lợn đâu hết? Vâng, đánh lô, đang đánh lô mà game thủ Hồng Anh thừa bãi quả. Chúng ta hãy xem màn hình máy game thủ Hồng Anh một chút. Ô, như vậy là Hồng Anh đã chủ động ăn chứ không chỉ rồi. Như vậy là Hồng Anh ăn hai bãi quả và Hồng Anh phải có nhiệm vụ cân đôi. Vâng, ăn hai bãi quả thì phải cân đôi. Đã dâng hai nông dân lên khá cao rồi. Đây rồi, thêm một bãi quả nữa. Đồ ăn phía bên này của nhà game thủ Hồng Anh là rất nhiều. Và như vậy đấy là bãi quả của chim sẻ nắng chứ không phải là bãi quả trên vâng cũng là trên đường đi tìm nhưng đấy là của chim sẻ rồi. BL và BM vài vâng 11x. Vâng, đang có ý định ăn hết bãi quả này ăn vàng nhưng có lẽ phải ăn bãi vàng khác thôi. Thêm một hiêu nữa. Hồng Anh rất nhiều đồ ăn. BL2 luôn nếu cần thiết. Nhưng có lẽ đóng S, đúng rồi. Đóng S ăn vàng trước.
Vâng, hơi lằng ngoằng trong những tình huống như thế này. Tên ghế công cũng là vừa lúc con ngựa giò sản ra. Rồi, như vậy là bãi vàng đã kín. Vâng, cần một chiếc BE chống chém xuyên nữa thôi. Đây rồi, như vậy là Mèo Mèo. Mèo Mèo cũng là người cầm Roman. À không phải, chúng ta hãy cùng xem Mèo Mèo cầm cuốn gì. Baby Per Hit hoặc là Baby. Rất nhiều thao tác tay nhỏ nhỏ. Mới chỉ có một cái công, vì vậy Hồng Anh không dám manh động. Có cung tê rồi, như vậy dường như là hit. Hit hoặc Baby. Vâng, hai chém sóc ngay trong tuần đầu tiên. Một BG lọt thỏm vào giữa bãi quả. Vị trí mắc binh cho một chiếc BG. Đang cố gắng tìm dân ấn hoàng. Còn chim sẻ nắng sẽ là người lên đời sớm và đẩy cung R ra phía ngoài. Bắt buộc cho game thủ, vâng, bắt buộc cho game thủ 17 Mèo Mèo phải bò nhỏ bất lực. Còn chim sẻ nắng sẽ giải quyết phần còn lại. Phía trong cánh của game thủ Mèo Mèo là ai? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Màu 5. Màu 5 là người cầm, có lẽ là người cầm Baby. Vâng, theo bầu Zidane đó là Baby. Chúng ta hãy cùng xem. Vâng, Baby chưa nhảy đời 3. Vẫn chưa nhảy đời 3. Vâng, Baby có con voi rất gần với chiếc BG, nhưng có lẽ con voi không còn máu. Vì vậy Baby không câu nữa. Có bãi quả trên và bãi ruộng dưới. Baby đã hóa đời 3 rồi, nhưng chưa có bánh xe. Vâng, Hồng Anh đang cày vào tương đối sâu nhà game thủ màu 5 rồi. Baby do game thủ vô thưởng cầm. Cày là rất tốt, chưa có bánh xe. Thời điểm này, vâng, ôi, tuyệt vời. Một pha Hồng Anh lọt được vào phía trong rất nhiều nông dân của game thủ màu 5. Vâng, vô thường ảng rồi. Tớ này ảng hơi sâu. Còn đây nữa. Nhưng ở đây đã kín. Vâng, còn 30 gỗ nữa cơ. Đã có bánh xe dành cho thủ Hồng Anh. Cực kỳ chắc cốp, các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Rất chắc cốp, lên đời sớm và đã có bánh xe từ rất sớm. Vâng, đầu cánh Mèo Mèo cũng đánh cung. Và Baby trong cánh cũng đánh cung. Chúng ta hãy cùng đảo qua các màn hình khác trước khi tiếp tục đến với Hồng Anh. Chim sẻ nắng tham lai 40 đấu cung G với game thủ màu 7. Mèo Mèo là người giật hốc ở trong trận đấu này. Chip Boy tham lai 38 của Phonesia. Ổn rồi. Hồng Anh vẫn như vậy, 28. Còn No 1 thì sao? 20 đến từ No 1 có bánh xe. Rồi, như vậy No 1 sẽ đóng vai trò là người chặt gỗ trong trận đấu này. Chim sẻ nắng tham lai 46-6-18. Vâng, 50 là của chim sẻ. Và chúng ta cùng xem chim sẻ phối kết hợp với game thủ Hồng Anh. Hai game thủ trẻ 96, vâng, Opton này cực kỳ nhanh, rất nhiều đoạn tay. Vâng, hai game thủ 96, 7E. Vâng, khít khít khít. Tay là siêu siêu nhanh. Vâng, chim sẻ nắng bắn gòn Hồng Anh cứ đứng 7E. Quay lại, úp sọt, nhổ nước bọt. Vâng, ngất. Màn hình máy của game thủ Chip Boy tham lai 41. Hãy xem Chip Boy có đỡ được tên này hay không. Chip Boy cũng bị vâng ốp bởi đi và game thủ màu 6 nữa, màu quýt. Nhưng tên này Chip Boy đang có khá nhiều cung R ở phía trên. Còn những con chém đang bị tắc vào cái hốc ở phía trong. Rồi, bây giờ thì giật hết tất cả lại. Giật lại. Vâng, không cần gì nữa. Phía trong cung R bắn tới, vì vậy không cần gì ạ. Rồi, như vậy là trèo dốc và game thủ màu 6 cũng quyết định lùi. Vâng, màu 8 có giỏi thì cứ vào đây. Vâng, khi tầm xa những con cung R của màu 6 không tới thì cứ đứng mà bắn. Rất tốt, Chip Boy đang có những tình huống, vâng, liệu tình hình thế địa thế là rất tốt. Tham đã đè khoảng gần 6-4 rồi. Chúng ta hãy cùng tiếp tục chờ đợi tên này nữa. Màn hình máy của Sẻ Đệ tham nay 63-88 rồi. Phonesian phát triển là cực kỳ nhanh. Vâng, 67-92. Vâng, thế trận là đang rất tốt. Đến với màn hình máy game thủ Hồng Anh. Vâng, chém Roman tham lai 31-48 ở phút thứ 21. Mất bãi vàng nhưng không sao. Đến thời điểm này sóc sọc đơn ra đi quản cũng được. Thời điểm này chỉ cần quản thôi. Còn chim sẻ nắng sẽ xử lý sau. Chip Boy cũng khỏe và chim sẻ nắng cũng khỏe. Như vậy BB ghi sai rồi.
một thế trận tương đối dễ đánh và tỷ số là 1-1 ở trong trận đấu thứ hai. Vâng, Hồng Anh là người chém tốt ở trong trận đấu này, đó là điểm đáng chú ý. Và chim sẻ nắng và chim boy là người hai người hoàn thành nhiệm vụ. No 1 đóng vai trò là người chặt gỗ, đơn giản như vậy thôi. Và tỷ số là 1-1.